Chào các bạn. Nốt nghẹn là một triệu chứng rất nguy hiểm của căn bệnh ung thư thực quản. Tuy nhiên, nó cũng có gặp trong một số bệnh lý lành tính khác như là bệnh co thắt thực quản lan tỏa mà hôm trước bọn mình đã chia sẻ với các bạn. Ngoài ra thì nó cũng gặp trong một cái bệnh cảnh cũng rất là hiếm gặp khác, đó là co thắt tâm vị. Mặc dù đây là một căn bệnh hiếm gặp, thế nhưng trong vòng 2 tháng vừa rồi bọn mình đã gặp 2 ca. Chính vì vậy mà hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn về căn bệnh này, co thắt tâm vị. Xin mời các bạn. Tâm vị là một vùng trung gian, một vùng chuyển tiếp ở dưới là dạ dày và phía trên là thực quản. Ở đây có một cấu trúc rất là quan trọng, đó là cơ thắt dưới thực quản. Bình thường thì cơ thắt dưới thực quản nó luôn đóng kín, nó chỉ mở ra khi có thức ăn xuống và sau đó thì nó đóng chặt lại để cho dịch axit ở dạ dày không trào ngược lên. Trong bệnh cảnh co thắt tâm vị thì cơ thắt dưới thực quản này nó tăng trương lực, nó đóng rất là kín và đóng rất khít. Nó làm cho thức ăn rất là khó qua cái vùng này. Chính vì vậy mà phía trên cái vùng tâm vị này thực quản lâu ngày nó sẽ giãn ra, sẽ ứ đọng dịch và nó gây ra các cái triệu chứng của nốt nghẹn, nốt vướng và nốt đau. Tuy là nó đóng chặt như vậy nhưng mà nó lại không đóng kín, thành ra là dịch axit ở dạ dày nó cũng rất hay bị trào ngược qua một cái lỗ rất nhỏ tâm vị này lên trên, nó gây ra cả các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Nốt nghẹn, nốt vướng, đây là triệu chứng rất là thường gặp và rất là điển hình của cái triệu của cái co thắt tâm vị. Người bệnh cảm giác như thức ăn nó bị vướng mắc lại ở vùng sau ngực và thậm chí là người bệnh có thể có những triệu chứng đau ở vùng sau xương ức. Ngoài ra thì những triệu chứng nôn sau bữa ăn cũng có thể gặp, nhất là những trường hợp co thắt tâm vị nó kéo dài, thực quản phía trên nó thường giãn ra và khi mà ăn vào thức ăn nó sẽ ứ động lại thực quản, nó gây không qua được cái co thắt cái lỗ tâm vị này, nó sẽ gây ra tình trạng là buồn nôn và nôn ra dịch thức ăn mới. Cũng vì cái trường hợp tâm vị nó tăng trương lực nhưng nó đóng không khít, chính vì vậy dịch axit ở dạ dày nó hay trào lên trên thực quản, gây ra cái triệu chứng điển hình của trào ngược, đó là nóng và triệu chứng thứ hai là chứa dịch lên khoang miệng. Những trường hợp mà trào ngược kéo dài thì nó gây ra các triệu chứng ngoài thực quản như là khàn tiếng, ho kéo dài hay là viêm họng mạn tính, viêm thanh quản mạn tính. Trong bệnh cảnh của co thắt tâm vị kéo dài thì có thể gặp các biến chứng của bệnh này, đó là tình trạng viêm phổi hít phải. Bệnh nhân thường ho và sốt và tình trạng viêm phổi rất khó kiểm soát. Đo áp lực thực quản là cái tiêu chuẩn vàng để giúp chúng ta chẩn đoán được co thắt tâm vị. Tuy nhiên phương pháp này thì không phải cơ sở nào cũng có thể áp dụng được và thực tế ở trên Việt Nam thì rất ít cơ sở được trang bị hệ thống này. Chụp X quang có uống barite cản quang, đây là một phương pháp cũng rất nhiều giá trị. Trường hợp điển hình thì chúng ta sẽ thấy là thực quản người bệnh giãn ở phía trên tâm vị và có thể thấy mất nhu động hoặc là tăng các cái nhu động ở thực quản. Phía tâm vị thì nó đóng khít và nó có thể có một cái lỗ nhỏ đóng không kín và thuốc cản quang có thể thoát qua nó tạo nên hình ảnh mỏ chim. Nội soi dạ dày là phương pháp mà quan sát trực tiếp và rất ý nghĩa, rất nhiều giá trị, luôn luôn được chỉ định đầu tay cho những trường hợp nốt nghẹn. Trên nội soi thì chúng ta sẽ thấy được là thực quản ở phía trên tâm vị sẽ giãn và ứ động các dịch thức ăn mới hoặc là dịch đàm dãi. Chúng ta có thể thấy các cái rối loạn co bóp như là mất hoàn toàn nhu động hoặc là có thể là tăng cái co bóp của thực quản như là những trường hợp co thắt thực quản lan tỏa. Khi đưa dây soi qua tâm vị thì chúng ta thấy rằng cái lỗ tâm vị này nó rất là khít và nó tăng trương lực rất là nhiều. Chúng ta dùng lực đưa ống soi sẽ cảm nhận rõ cái sự tăng trương lực này. Và khi mà dây soi nó qua lỗ môn vị vào trong dạ dày thì chúng ta sẽ cảm thấy sự giảm áp lực đột ngột và tay của người nội soi sẽ cảm thấy cảm giác hững ngay sau khi mà dây soi vào được dạ dày. Khi soi quạt ngược từ dưới lên thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vùng tâm vị này nó đóng rất là khít, rất là chặt. Nó trái ngược hẳn với các trường hợp thoát vị hoành. Ngoài ra thì nội soi nó đặc biệt ý nghĩa để giúp chúng ta loại trừ các cái bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt đó là ung thư thực quản.
Điều trị nội khoa luôn là lựa chọn đầu tay và được áp dụng với cả những trường hợp người bệnh ta không thể nào mà áp dụng các biện pháp điều trị khác như là phẫu thuật hay là nong thực quản. Các nhóm thuốc để điều trị nội khoa căn bệnh có thất tâm vị đó là các thuốc nhóm nitrat như là nitroglycerin hoặc là isosorbit. Ngoài ra một nhóm thuốc thứ hai cũng rất hay sử dụng đó là các thuốc chẹn cây canxi như là lifedipine với liều 10-30mg có thể dùng 1-3 lần trước bữa ăn khoảng 30-45 phút. Phương pháp điều trị thứ hai đó là chúng ta có thể tiêm cái độc tố botulinum vào cái vùng cơ thắt dưới thực quản. Phương pháp này thì ngày nay thì ít được áp dụng bởi cái hiệu quả của nó không cao và tỷ lệ tái phát rất là cao, có thể đến trên 50% tái phát sau 6 tháng. Phương pháp điều trị thứ ba đó là chúng ta có thể nong thực quản, nong cái cơ thắt dưới thực quản qua nội soi. Đây là một cái phương pháp can thiệp tối thiểu rất là nhiệt nhiệt, có giá trị và hiệu quả của nó tương tự như các cái phương pháp phẫu thuật khác. Cơ chế của phương pháp nong thực quản đó là các cái bóng này nong nó sẽ tạo áp lực cao, nó sẽ làm đứt đột ngột các cái sợi cơ của cơ thắt dưới thực quản. Phương pháp điều trị thứ tư đó là chúng ta có thể sử dụng phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật được áp dụng đó là phương pháp phẫu thuật Henle. Chúng ta sẽ cắt cơ thắt dưới thực quản và thông thường thì sẽ áp dụng thêm các phương pháp điều trị phẫu thuật chống trào ngược.